Thi Nhung và Gia Ân xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin thời sự Việt Nam và ngay sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Kính thưa quý vị, mở đầu cho bản tin thời sự Việt Nam là một phần tin cho hay một số mặt hàng của Việt Nam xuất cảng sang EAEU có nguy cơ bị tăng thuế nhập cảng. Hai nhóm mặt hàng xuất cảng của Việt Nam là quần áo lót và quần áo trẻ em đang bị EAEU áp dụng cơ chế tự vệ ngưỡng trong năm 2018. Cụ thể, nếu khối lượng nhập cảng các mặt hàng này từ Việt Nam trong một năm vượt ngưỡng khối lượng quy định tại hiệp định, EAEU có quyền điều chỉnh tăng thuế nhập cảng từ 0% lên mức thuế nhập cảng tối đa trong khoảng thời gian 6 tháng. Nếu khối lượng nhập cảng trong năm dưới 150% ngưỡng quy định, hoặc 9 tháng nếu khối lượng nhập cảng trong năm trên 150% cảng ngưỡng quy định. Cục Phòng vệ Thương mại Cộng sản Việt Nam cho biết, theo số liệu cập nhật đến tháng 6 năm 2018, hiện có hai nhóm mặt hàng xuất cảng của Việt Nam là quần áo lót và quần áo trẻ em bị EAEU áp dụng cơ chế tự vệ ngưỡng trong năm 2018. Chưa có nhóm mặt hàng nào có nguy cơ bị áp dụng cơ chế này trong năm 2019. Nghề làm vàng mã tại Việt Nam trong những ngày rằm tháng 7 âm lịch. Thưa quý vị, vào mùa rằm tháng 7 âm lịch, các khu vực làm nghề vàng mã tại Việt Nam lại hối hả để làm ra nhiều sản phẩm mới lạ nhằm phục vụ cho nhu cầu của khách hàng. Ngoài các mặt hàng truyền thống như nhà lầu, xe hơi, quần áo, người dân còn sản xuất thêm cô dâu, chú rể và thậm chí là người giúp việc để đáp ứng nhu cầu của người cõi âm. So với nhiều năm trước đây, những hình nhân ô sin này ngày càng cao cấp hơn. Từ hình dáng mẫu mã đến màu sắc, mọi công đoạn đều rất chỉnh chu để cho ra một người giúp việc hoàn thiện. Người làm nghề này cho biết, để có một lễ cúng thật tươm tất, ngoài các mặt hàng truyền thống như ông ngựa, nhà lầu, xe hơi, quần áo, tiền vàng, thì nhà nào khá giả sẽ sắm thêm từ 1 cho đến 2 người giúp việc. Số tiền chuẩn bị có thể dao động từ 10 cho đến 20 triệu đồng. Bên cạnh các mặt hàng vừa nêu, hiện nay người ta đốt cả thời trang hàng hiệu cho người cõi âm. Từ quần áo, váy, túi xách, giày dép, nhẫn kim cương, đồng hồ đều phải mang những thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Chanel và Gucci. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả tù nhân lương tâm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm ngày 17 tháng 8 lên tiếng kêu gọi chính quyền Cộng sản Việt Nam thả tự do ngay lập tức cho các tù nhân lương tâm, đồng thời cho phép mọi cá nhân tại Việt Nam được quyền tự do bày tỏ quan điểm của bản thân, được tự do hội họp ôn hòa mà không sợ bị trả thù. Cũng theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì khuynh hướng bắt bớ và kết án nặng nề các nhà hoạt động ở Việt Nam ngày càng tăng. Kêu gọi của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra chỉ một ngày sau khi tòa án tại Nghệ An kết án nhà hoạt động Lê Đình Lượng 20 năm tù giam trong một phiên tòa ngắn ngủi với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Luật sư của ông Lê Đình Lượng cho biết ông sẽ kháng cáo bản án này. Vào tháng 7 vừa qua, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch cũng đã ra thông cáo kêu gọi chính phủ Cộng sản Việt Nam trả tự do cho ông Lê Đình Lượng vì cho rằng các cáo buộc nhằm vào ông xuất phát từ động cơ chính trị. Tổ chức này nói rằng mọi hoạt động của ông này không có gì là sai trái. Trong khi đó, thì lãnh đạo Slovakia đã lời qua tiếng lại về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Tin ghi nhận được vào ngày 17 tháng 8 cho thấy Thủ tướng Slovakia, ông Peter Pellegrini, trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã chỉ trích Tổng thống Andrej Kiska khi nói rằng chính phủ Bratislava là một chính phủ do mafia kiểm soát. Thủ tướng Peter Pellegrini đã phản đối phát ngôn này và giải thích là bản thân chưa bao giờ có liên hệ nào với mafia. Để đáp lại, phát ngôn nhân của Tổng thống Slovakia nói rằng Thủ tướng đang lâm vào tình huống khó khăn bởi vì ông này là một thành viên của một đảng phái đã hỗ trợ trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Được biết vào tuần trước, sau một cuộc họp với Thủ tướng Peter Pellegrini, Tổng thống Slovakia đã chỉ trích giới lãnh đạo của chính phủ Slovakia có dính líu tới vụ bắt cóc này. Ông còn tuyên bố không tin tưởng Bộ trưởng Nội vụ Denisa Kakova, người cũng bị Đức cáo buộc đã trực tiếp trợ giúp phái đoàn Việt Nam trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Cũng vào đầu tháng 8, nhật báo Denigen của Slovakia cho đăng tin về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Theo đó, một máy bay công vụ của Slovakia đã được sử dụng để vận chuyển nhân vật bị bắt cóc,
và cảnh sát Slovakia có tham gia trợ giúp. Kính thưa quý vị, Việt Nam có thể bị ảnh hưởng từ khủng hoảng tiền tệ Thổ Nhĩ Kỳ. ISS Market, một công ty cung cấp thông tin toàn cầu cho hay, Việt Nam và một số nước châu Á, Thái Bình Dương có thể chịu tác động từ khủng hoảng tiền tệ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, Trung Cộng dẫn đầu trong nhóm 6 nhà nhập cảng châu Á hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. 5 nước còn lại gồm Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia và Việt Nam. Ông Rajesh Biswas, chuyên gia kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho rằng, khủng hoảng tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ và đồng Lira lao dốc sẽ tác động tới thương mại song phương giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước, bởi chi phí hàng nhập cảng bằng đồng Lira sẽ tăng cao. Được biết, đồng Lira đã mất hơn 40% so với đồng Mỹ Kim. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng bán tháo cổ phiếu và tiền tệ ở các thị trường mới nổi. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn để ngăn chặn tình trạng mất giá, điều này có thể tác động đến tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư, khiến các dòng tiền đầu tư các thị trường mới nổi sụt giảm. Tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc bị cấm nhận sách luật và sách ngoại ngữ. Vào hôm 16 tháng 8, sau khi đi thăm con trai ở trại giam An Phước thuộc tỉnh Bình Dương trở về, bà Huỳnh Thị Úc là mẹ của tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc, 24 tuổi, cho biết con trai của bà muốn được gửi sách học tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật để tự học. Tuy nhiên, hai nhân viên quản giáo nói rằng không cho gửi vào. Được biết, sinh viên Trần Hoàng Phúc bị tuyên án 6 năm tù vào hồi tháng 1 năm nay. Trong vụ án tuyên truyền chống nhà nước, cùng với các ông Vũ Quang Thuận 8 năm tù, Nguyễn Văn Điển 6 năm rưỡi tù giam. Trước lúc bị bắt vào tháng 6 năm 2017, anh Phúc là thành viên của ECLE, một nhóm sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á do Tổng thống Barack Obama thành lập. Anh này đã tham gia vào các hoạt động dân chủ và nhân quyền. Anh được ghi nhận đã học hết năm cuối khoa luật, trường Đại học Luật ở Sài Gòn, nhưng bởi vì tham gia hoạt động dân chủ nên đã không được trao bằng tốt nghiệp. Theo bà Úc cho biết thì tối ngày 8 tháng 8 năm nay, anh Phúc được thông báo chuyển trại giam, từ trại giam số 1 ở Hà Nội về trại giam An Phước ở Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Một người phụ nữ ở Tây Ninh đã chết sau khi gặp giới chức trách. Tin cho hay, chiều ngày 15 tháng 8, đoàn liên ngành của xã Tân Hội do ông Dương Quý Hà, phó chủ tịch xã làm trưởng đoàn, cùng với ngành thuế, công an, đến kiểm tra giấy phép kinh doanh của bà Nguyễn Thị Bích, 52 tuổi, ngụ tại xã Tân Hội, chuyên thu mua củ mì. Trong lúc làm việc, bất ngờ một người trong liên ngành xô bà Bích ngã xuống đất, nạn nhân tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu gây ra cái chết của bà Bích là bị chấn thương sọ não, xuất huyết não, tụ máu bầm. Toàn bộ thành viên trong đoàn liên ngành ngay sau đó đã để lại phương tiện, mang theo giấy phép kinh doanh của nạn nhân bỏ đi. Trong tối cùng ngày, công an tỉnh Tây Ninh đã xuống hiện trường điều tra sự việc, thu giữ toàn bộ xe gắn máy, ống tuyếp sắt của đoàn liên ngành. Thi thể nạn nhân hiện đang được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Được biết, đoàn liên ngành ở Việt Nam chỉ là một nhóm viên chức nhà nước, gồm thành viên của các ngành khác nhau như ủy ban, thuế vụ, công an, đến kiểm tra doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Và mỗi khi bị kiểm tra thì chủ doanh nghiệp đó phải đưa tiền đút lót nếu không muốn việc làm ăn của họ bị gây khó dễ. Trường lớp quá tải tại thành phố Sài Gòn. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa, học sinh tại thành phố Sài Gòn sẽ chính thức bước vào năm học mới. Năm nay, số lượng học sinh tăng đột biến, khiến cho phụ huynh, nhà trường khó khăn trong việc cân đối chuyển học cho các em. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Cộng sản Việt Nam, thì trong năm học mới, thành phố Sài Gòn tăng hơn 67.000 học sinh. Sở này cũng cho biết, nhìn chung, số học sinh tăng nhiều ở cấp mầm non và tiểu học, tập trung tại các quận vùng ven, nơi có quá trình đô thị hóa nhanh như quận 12, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, Thủ Đức và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn. Việc tăng số lượng học sinh nhiều như vậy không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy cho học sinh, mà các yếu tố khác như sân chơi, bãi tập, thư viện đều bị thu hẹp, tăng biên chế giáo viên, nhân viên, khiến cho nguồn chi ngân sách gia tăng. Ông Ngô Văn Tuyên, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Cộng sản Việt Nam cho biết, để bảo đảm cho tất cả học sinh đều được đi học, chỉ còn cách là giảm số lớp học 2 buổi một ngày, giảm chương trình học bán trú và tăng số học sinh trong các lớp. Theo đó, hiện nay mỗi lớp có số lượng học sinh lên tới 50 cho đến 56, thay vì chỉ 45 học sinh một lớp như quy định trước đây.
Kính thưa quý vị, liệu việc kinh doanh bất động sản du lịch có siêu lợi nhuận như quảng cáo? Thị trường bất động sản du lịch đang trên đà ngày càng phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa nắm rõ được những rủi ro tiềm ẩn phía sau những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn và cam kết siêu lợi nhuận. Với gần 13 triệu lượt khách quốc tế trong năm ngoái, đặc biệt một số thị trường có tỷ lệ tăng trưởng khá cao như Nha Trang tăng 66%, Phú Quốc tăng 58%, Đà Nẵng tăng 39%, Quảng Ninh tăng 22%, thì lĩnh vực bất động sản du lịch biển Việt Nam có rất nhiều triển vọng để phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng thì thị trường bất động sản nghỉ dưỡng phải đối mặt với nhiều thách thức khi sản phẩm du lịch của Việt Nam không đa dạng, không phong phú, ngoài tắm biển ra thì không còn gì để thu hút khách. Hơn thế nữa, trong quá trình phát triển, thị trường kinh doanh này sẽ có rất nhiều biến động không thể nào lường trước được. Horea, Hiệp hội Bất động sản thành phố Sài Gòn cho rằng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về vấn đề kinh doanh bất động sản du lịch. Trong tương lai, luật đất đai cần được sửa đổi theo hướng cho phép sử dụng đất ổn định lâu dài đối với đất du lịch. Đường đi khác lạ của cơn bão số 4. Theo trang dự báo Windy, một website có trụ sở chính tại Prague ở Cộng hòa Séc, thì hướng đi của bão số 4 từ khi hình thành cho đến nay có nhiều diễn biến khó lường vì đổi hướng liên tục. Cụ thể, vào ngày 7 tháng 8, dự báo cho thấy áp thấp nhiệt đới đi đường zigzag trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa rồi mạnh lên thành bão số 4. Tuy nhiên, trong dự báo các ngày sau đó, hướng đi của bão số 4 lại liên tục thay đổi. Vào ngày 9 tháng 8, bão số 4 tiến vào phía bắc đảo Hải Nam, tiếp tục đi vào địa phận tỉnh Quảng Đông của Trung Cộng. Sau đó, chạy dọc biên giới các tỉnh vùng núi phía Bắc. Nhưng sau khi chính thức mạnh lên thành bão số 4 vào ngày 13 tháng 8, cơn bão này lại di chuyển ra xa hướng đông bắc đảo Hải Nam ở Trung Quốc, rồi đổ bộ đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó mới hướng vào địa phận vùng biển Quảng Ninh của nước ta. Mô hình dự báo mới nhất ngày 14 tháng 8 cũng cho kết quả tương tự. Tuy nhiên, khi vào đất liền, bão số 4 suy yếu trên địa phận các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin thời sự Việt Nam cùng với Gia Ân và Thi Nhung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.